ở ngoài cũng thật sự là đẹp có, dễ thương có, nhưng mà chiều cao là không đúng. Em nhớ hoài luôn là Nhi mới nói em là ừ anh ơi em đứng ngay chỗ góc ngã tư nè, em chạy qua chạy qua lại không mà thấy. Em không thấy. Ông kêu ủa sao kỳ ta, nói với mình đứng góc ngã tư mà có khi nào ảo rồi hẹn hò ra rồi bùng rồi kia không chịu gặp mình hay không. Bùng thì có mực. Ông kêu em đứng ở đâu, mặc áo màu gì? Kêu nói em mặc cái áo sơ mi trắng rồi hết. Trời ơi, em nhìn lại giống như một đứa học sinh nào vậy á. Dạ, chứ không phải là một đứa ở trên mạng nữa, cao rồi lại kia mà nhìn chững chạc. Dạ. Còn em thì sao, lúc mà em gặp bạn này thì sao? Lúc đầu em gặp ảnh á thì thấy ảnh cũng kiểu mà bóng bẩy á, trau chuốt cái hình thể nhiều. Em nghĩ là chắc ảnh cũng đào hoa lắm, cũng nhiều cô lắm, cho nên là mình cũng không có nên đặt nặng cái vấn đề đó. Mình chỉ gặp cho biết rồi có thêm bạn vậy thôi. Tại vì thấy ảnh nghề diễn viên thì mình cũng sợ. Sao quá, khóa hàng chết. Khóa hàng chết giờ đúng rồi. Lâu cái em liếc qua cái nhìn để mà bỏ xuống. Ủa mà nhìn đâu, vừa gặp nhau. Dạ không, tại vì gặp nhau xong mà đi đâu. Gặp nhau xong nhớ lần đầu tiên là hai em hẹn nhau hẹn hò là đi ăn uống là bún đậu mắm tôm. Ai gợi ý đi ăn nói vậy? Dạ chắc đó là em. Thật ra cái món đó là món khoái khẩu của em. Dạ đúng rồi, em thích ăn cực kỳ luôn. Mà bữa đó em ăn không được, cái em ngồi có nhìn bạn thì bất chợt em nhìn thấy bạn nhìn em rồi cái dấu là cái liếc rồi kia. Rồi em cũng nói chắc là cũng thích mình rồi. Dạ. Đúng không? Có phải là lúc đó là em đã thích ổng không? Dạ không, em không có khái niệm. Ổng hiểu mặt. Em là không có khái niệm thích vẻ bề ngoài. Anh rủ em đi ăn nhưng mà sao em nói trời, lần đầu tiên hẹn hò mà rủ đi ăn mắm tôm. Nói vậy. Thế xong rồi kia, rồi em phải xin nước tương chứ em không có ăn được. Không biết ăn mắm tôm. Em không biết ăn mắm đó, hả? Trong khi ổng ăn mắm tôm rất là ngon lành và rất là cuồng nhiệt đúng không? Dạ. Em ngưỡng mộ em cũng khó chịu lắm. Cho nên lâu lâu em cũng hay nhìn ảnh á. Em hiểu cái ánh nhìn của người ta chưa? Dạ, cái ánh nhìn mà suy nghĩ mà cái thẳng thốt khi mà là... cái ánh nhìn là ánh nhìn thẳng thốt khi mà anh ăn khí thế. Có thể ăn cái cách mà cũng ngon lành như vậy đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà là em là ở thành phố hay là em ở tỉnh? Dạ không, em ở thành phố Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Như vậy là ăn xong là em về Vũng Tàu. Dạ đúng rồi. Sau cái buổi ăn đó thì đứa nào gục ngã trước đứa nào? Dạ chắc là suy tư là em. Đó thì giờ ông tự nhận thôi. Tối hôm đó về mình cũng lạ lướt chút xíu, mình cũng nhắn tin cũng thăm dò này kia. Dạ. Rồi xong sao rồi em có chạy xuống Vũng Tàu không hay như nào? Dạ có, sau cái ngày hôm đó thì em có đón xe xuống. Mà thật sự là từ đó giờ em không biết là xe khách có tuyến từ Sài Gòn về Vũng Tàu luôn. Nhưng mà thật sự nhờ Nhi một cái em biết là từ ngày hôm đó em xuống quà. Chào em. Tiên đồng ngọc nữ đó, ngồi xuống kênh nè. Trời, dạ. Xin một cặp nè. Chào nói. Dạ. Rồi mời em giới thiệu về mình. Dạ, chào em, chào anh Thuận, chào chị Dân. Em là Ngô Tuấn, năm nay em 27 tuổi và nghề nghiệp của em là diễn viên. Còn em? Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Dân. Em tên là Hồ Nhi, năm nay em 25 tuổi, nghề nghiệp của em là dược sĩ ạ. Dược sĩ? Ủa, cô bé dược sĩ hả? Nhẹ nhàng. Tôi tưởng em trong showbiz không á, khi nãy cứ nói, ủa sao giống, quen? Giống ca sĩ bolero á chị. Dạ. Rồi, hai em làm sao mà biết nhau? Rồi làm sao mà gặp nhau? Và ai là người theo đuổi ai trước tiên nè? Nói chung là tụi em quen nhau là ở trên mạng. Hai đứa không có một mối liên kết gì hết. Thì... tình cờ thì hôm đó Tuấn có kết bạn chung với lại bạn bên Facebook của em. Thì ảnh mới là đăng một cái tấm hình đi xem phim, nhưng mà ảnh chụp có một mình à. Cái ảnh để một cái caption nói chung là cũng thú vị lắm, cho nên là em mới like cái tấm hình của ảnh thôi, nhưng mà cũng không để ý. Cái xong rồi qua ngày hôm sau cái tự nhiên em mới thấy ảnh inbox bên tin nhắn riêng cho em. Khi anh mới bảo là hello em, kết bạn với anh nha. Cái hai đứa cũng kết bạn. Em có coi khái quát rồi thì em cũng biết ảnh là diễn viên. Tại thật sự là khi mà em với Nhi kết bạn với nhau á, là lúc đó em đi buôn hàng. Tại vì em là ngoài cái nghề ra cái diễn viên thì em còn có kinh doanh thêm. Thì chúng ngay cái lúc mà em vừa mở khóa là một cái là bạn này vừa like luôn, vừa like luôn. Em có tính của em là thật sự khi mà em kết bạn với ai mà em vô, thứ nhất còn phải xin chút xíu, chung là ngoài đồng nghiệp ra thì cũng phải cho nó chơi. Dạ đúng rồi, dạ. Facebook cũng đàng hoàng chút xíu. Em thấy ồ, con này cũng đang sơ tết, cũng tâm trạng này kia. Cái em lé lên một cái, em kêu ồ, dễ thương, cũng tâm trạng này kia. Cái em vô, em cũng inbox. Em kêu là em ơi, kết bạn với anh nha. Dạ. Cái em kêu, đồ dạy trai. Để bao lâu thì hai đứa gặp nhau ngoài đời? Chắc là khoảng từ khi mà anh đi về thì khoảng chỉ một tháng sau. Cái ấn tượng đầu tiên lúc mà gặp nhau thì sao? Nhìn thấy cô ấy ở ngoài đời và cái hình nền thì sao? À, lúc đó thì em đang chạy xe, chắc là em muốn té xe luôn. Sao? Tại vì trên mạng bạn quá cao, bạn quá hoàn hảo đi. Ở ngoài cũng thật sự là
đẹp có, dễ thương có, nhưng mà chiều cao là không đúng. Em nhớ hoài luôn là Nhi mới nói em là anh ơi em đứng ngay chỗ góc ngã tư nè, em chạy qua chạy lại không phải thấy. Không, em không thấy. Ông kêu ủa sao kỳ vậy ta, nói với mình đứng góc ngã tư mà có khi nào ảo rồi hẹn hò ra rồi bùng rồi kia không chịu gặp mình hay không. Bùng thì có mực. Ông kêu bây giờ em đứng ở đâu, mặc áo màu gì? Kêu nói em mặc cái áo sơ mi trắng rồi hết. Trời ơi, em nhìn lại giống như một đứa học sinh nào vậy á. Dạ, chứ không phải là một đứa ở trên mạng nữa, cao rồi lại kia mà nhìn chững chạc. Dạ. Còn em thì sao, lúc mà em gặp bạn này thì sao? Lúc đầu em gặp ảnh á thì thấy ảnh cũng kiểu mà bóng bẩy á, trau chuốt cái hình thể nhiều. Em nghĩ là chắc ảnh cũng đào hoa lắm, cũng nhiều cô lắm, cho nên là mình cũng không có nên đặt nặng cái vấn đề đó. Mình chỉ gặp cho biết rồi có thêm bạn vậy thôi. Tại vì thấy ảnh nghề diễn viên thì mình cũng sợ. Sao quá, khoái hàng chết. Khoái hàng chết. Giờ lúc mà lâu cái em liếc qua cái nhìn em mà bỏ xuống. Ủa mà nhìn đâu, vừa gặp nhau. Dạ không, tại vì gặp nhau xong rồi đi đâu? Gặp nhau xong nhớ lần đầu tiên là hai em hẹn nhau hẹn hò là đi ăn uống là bún đậu móng tôm. Ai gợi ý đi ăn? Có vậy. Dạ chắc đó là em. Thật ra cái món đó là món chị phải khẩu của em. Dạ đúng rồi, em thích ăn cực kỳ luôn. Mà bữa đó em ăn không được, cái em ngồi có nhìn bạn thì bất chợt em nhìn thấy bạn nhìn em rồi cái dấu rồi cái liếc rồi giờ kia. Là em cũng nói chắc là cũng thích mình rồi. Đó dạ. Đúng không? Có phải là lúc đó là em đã thích ổng không? Dạ không. Em không có khái niệm. Ổng hiểu mặt. Em là không có khái niệm thích vẻ bề ngoài. Anh rủ em đi ăn nhưng mà sao em nói trời, lần đầu tiên hẹn hò mà rủ đi ăn mắm tôm. Thế xong rồi kia rồi em phải xin nước tương chứ em không có ăn được. Không biết ăn mắm tôm. Em không biết ăn mắm hả? Trong khi ổng ăn mắm tôm rất là ngon lành và rất là cuồng nhiệt đúng không? Em ngưỡng mộ cũng khó chịu lắm, cho nên lâu lâu em cũng hay nhìn ảnh á. Em hiểu cái ánh nhìn của người ta chưa? Dạ, cái ánh nhìn mà suy nghĩ mà cái thẳng thốt khi mà đó. Cái ánh nhìn là ánh nhìn thẳng thốt khi mà anh ăn khí thế. Có thể ăn cái cách mà cũng ngon lành như vậy đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà là em là ở thành phố hay là em ở tỉnh? Dạ không, em ở thành phố Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Như vậy là ăn xong là em về Vũng Tàu. Dạ đúng rồi. Sau cái buổi ăn đó thì đứa nào gục ngã trước đứa nào? Dạ chắc là suy tư là em. Đó thế giờ ông tự nhận thôi. Tóm nói về mình cũng lạ lướt chút xíu, mình cũng nhắn tin, cũng thăm dò này kia. Dạ. Rồi xong sao rồi em có chạy xuống Vũng Tàu không hay như nào? Dạ có, sau cái ngày hôm đó thì em có đón xe xuống. Mà thật sự là từ đó giờ em không biết là xe khách có tuyến từ Sài Gòn về Vũng Tàu luôn. Nhưng mà thật sự nhờ Nhi một cái em biết là từ ngày hôm đó em xuống hoài luôn. Thậm chí rảnh một cái chạy xuống. Bao nhiêu chuyến xe thì mới chinh phục được người đẹp? Em không biết sao chứ cái anh tài xế Hoa Mai là anh nhớ mặt em luôn á. Hoài luôn á. Dạ, một tuần khi em đi 3-4 lần. Đi năm mới cua được hay là đi mấy tháng? Dạ không, đâu có đâu. Dưới cái ngoại hình của em thì tầm tháng là gục ngã liền đâu. Đó bây giờ hỏi Nhi nè, ổng tỏ tình như thế nào và cái việc mà ổng đi tới đi lui như thế nào mà em chấp nhận không? Ở trên đây á, ảnh nói mạnh miệng vậy thôi chứ gặp em á, ảnh nhát lắm. Nó xong rồi đó em. Cái lần đầu tiên gặp nhau á là ảnh cũng chỉ nói là em ăn đi, em uống đi, có hai câu thôi. Vậy đó hả? Dạ. Chừng nào mới nắm tay nắm chân được? Không nắm tay luôn. Mà có nghĩa là không dám nắm hay sao? Em không biết là ổng thiệt hay ổng diễn với em. Mà em á, cái nhìn cái mặt này cũng gian lắm. Nhưng mà sao mà nhát quá vậy? Mà mỗi lần đi chung á, ổng cách xe em 10 mét vậy á. Không, mà đi trước không à. Em thấy gì mà lạnh lùng quá. Rồi cũng thôi. Tối cái ảnh tự nhiên gọi FaceTime cho em. Cái ảnh nói liên ảnh nói cái gì tào lao. Cái xong rồi nói tới 10 giờ đêm. Cái em buồn ngủ quá. Cái em nói là bây giờ anh còn nói gì nữa không? Không thôi em ngủ nha. Mai em phải đi làm sớm. Cái ổng nói khoan anh có chuyện này muốn nói. Cái em cũng đợi cái ảnh nói tào lao tiếp. Ảnh nói tới 1 giờ luôn. Em mở mắt hết lên rồi. Cái em để điện thoại xuống giường luôn. Cái tí em giật mình và em thấy 2 giờ mà vẫn còn nói. Em nói mà Nhi nó không trả lời mà em vẫn nói được luôn. Dạ thật sự lúc đó là tâm trạng của em lúc em đang bị rối á. Mình muốn đặt thẳng vấn đề nó bây giờ sao cho quen không hay là sao. Là bằng gái nha của anh nha. Là trong bụng muốn nói. Trong bụng muốn nói vậy nhưng mà mình cứ liên thuyên mình cứ nói đâu dạ, đâu không mà. Dạ bao lâu rồi mới nắm tay? Dạ chắc quen nhau cũng được 2 tháng mới nắm tay. Mà dạ. Nắm ở đâu? Giống như cái nắm tay vô tình thôi. Giống như là em đang băng qua đường. Thì đó, ảnh nắm tay anh dắt em qua vậy. Em còn nhớ rất rõ là khi đó là hai đứa đi chung Đà Lạt với nhau. Là ở trong riêng luôn.
đi một nhóm bạn riêng luôn. Nhiều khi cũng muốn họ quay qua cũng tàu te một xíu, cũng hai tháng rồi mà vừa muốn là nhầm sợ không dám, có không hiểu, em có không hiểu tại sao nữa. Có nghĩa là trong cái chuyến đi đó là chỉ có vô tình nắm được cái tay là cuối cùng hả? Dạ. Cái em cũng thấy tẻ nhạt quá. Bé này có duyên quá. Dạ. Cái tẻ nhạt đó là tẻ nhạt. Đúng là tẻ nhạt sao nữa. Tẻ mà tức thì mà. Cái xong mà em không biết là ảnh có bị giới tính khác không? Rồi giả bộ quen mình để che lấp. Che lấp mọi thứ. Tại vì ảnh đi chung với bạn bè ảnh nữa mà, đi du lịch chung vậy đó. Cái mỗi lần mà em muốn hỏi cái ảnh giả bộ anh móc điện thoại cánh đi ra ngoài. Ảnh nghe điện thoại. Xong mà cái tí ảnh đi vô, cái xong mà tí mà mỗi lần em muốn mở miệng cái anh móc điện thoại anh đi ra ngoài là không cơ hội mà em đã bực bội là em không nói luôn, là em im luôn. Là bữa đó là em định hỏi ảnh gì? Em cũng muốn nói chuyện tìm hiểu sâu về ảnh hay là muốn hiểu ở rõ trong anh nghĩ em như thế nào. Anh muốn cái gì anh nói đi, anh nói đi đúng không? Tới bao lâu thì anh mới dám làm một cái hành động mà của hai người yêu nhau làm? Dạ chắc cũng phải 4 tháng. 4 tháng là làm gì? Đợt đó là Nhi cũng lên hội thảo ở Sài Gòn luôn. Thì Nhi alo em kêu anh ơi mua đồ ăn cho em với. Cái em cũng tới chỗ khách sạn bạn. Mình cũng ăn uống này kia xong xuôi rồi. Cái em nói thôi anh đi về nha. Cái Nhi kêu anh cũng mệt thì thôi anh lên cho nên nằm nghỉ xíu đi. Rồi cho nó khỏi xíu. Em không chịu. Càng nghi ngờ nữa. Em không chịu luôn. Cái bữa đó là em cũng nghi ngờ lắm. Em thử đó. Chứ em thấy gì mà đàn ông gì mà kỳ vậy. 1-2-3 tháng rồi mà có làm tay rồi thân mật cũng không có. Hôn má cũng không có luôn. Nếu ở trong đầu em nghĩ sao? Em nói là nếu mà lần này mà không được nữa là em phải nói chuyện rõ ràng. Cái ảnh nói anh đi về. Em cũng quê. Tại vì mình đã chủ động tới mức đó rồi. Vậy mà anh mặc áo khoác đồ vô hết rồi. Anh nói anh về nha. Cái em không thèm nói, em quay mặt vô trong giường luôn. Kiểu em giận á. Cái sao không biết sao đi ra cái gõ cửa đi vô lại. Cái sao anh cũng lên nằm. Anh nằm anh nghĩ vậy đó. Sao em cũng thèm nói chuyện, em cũng quay mặt vô trong vậy đó. Cái chắc anh thấy xót hay sao. Cái anh đi bắt chuyện khều hả Ngô? Xong rồi bữa đó em có thấy là giới tính rõ ràng không? Em cũng chưa xác định được nữa. Em thấy ảnh cũng bóng bẩy lắm. Ảnh cũng trau chuốt bản thân lắm. Với lại mỗi lần mà lúc mà thời gian mà mới quen em á là ảnh ngồi điệu đà lắm. Rất khi em còn manly hơn ảnh nữa. Cái xong mà ảnh còn hay nói là anh hay đắp mặt đầu đỏ, rồi anh phải đi mua đậu đỏ về anh xay anh đắp mặt, mà trong khi đó em chưa bao giờ đắp mặt nạ luôn. Có khi đi chơi anh chùm áo khoác rồi bịt mặt kín mít à. Em có khi em không thèm mang áo khoác luôn. Rồi anh chở em trên xe mà anh ưỡn lên vậy nè. Anh ưỡn sao? Anh ưỡn giống như là chị chở em đi chơi vậy á. Nhưng mà sau đó thì em có nói chuyện một cách nghiêm túc với Nhi hay không? Dạ có. Thật ra là em thì cái giai đoạn mà em mới quen Nhi thì lúc đó có thể là em còn trẻ. Nhưng mà thật sự là tại vì em cũng ra đời từ sớm, em cũng tự lập từ sớm, cho nên là cái suy nghĩ của em nó cũng phần nào đó nó cũng có một cái sự chững chạy chút xíu. Thì em cũng đã nói với Nhi về chuyện sau này như thế nào, rồi cũng đặt nặng vấn đề là cũng cưới Nhi. Dạ cưới Nhi này kia, rồi cũng trao đổi với nhau về công việc hai đứa, những cái khó khăn. Dạ bao lâu thì làm đám cưới? Dạ là tính từ thời điểm mà quen biết nhau thì 4 năm, nhưng mà tụi em chỉ mới cưới nhau vào năm ngoái thôi. Sao tới 4 năm mới cưới vậy em? Dạ thì có trục trặc gì không? Dạ có, nói chung là trong quá trình 4 năm đó thì cũng năm bắt đầu năm thứ 3, cuối năm 2 thì cũng đã có một cái sự trục trặc là hai đứa chia tay nhau khoảng chừng 5-6 tháng rồi, cũng gần nửa năm. Lý do? Lý do là kiểu lúc đó công việc của ảnh cũng nhiều, rồi ảnh đi quay rồi ảnh không có quan tâm. Nhiều khi thì em cũng tủi thân. Vì lý do nào hai đứa trở lại? Lúc mà em chia tay ảnh á là em buồn lắm. Tại vì em rất là nặng tình, em lụy tình nữa. Cho nên là em không có chấp nhận được. Nhưng mà em không có níu kéo, tại em cũng chảnh lắm. Ta không quay lại thôi. Nhưng mà mình tự dằn vặt bản thân mình vậy đó. Mình tự đau khổ mình vậy đó. Cái xong mà em ở lại cũng không được. Em sợ gặp á. Cái xong nên em đi ra ngoài chị em ở ngoài Nha Trang ở. Xong rồi làm việc ở ngoài đó luôn. Thì em kinh doanh thêm, mở shop quần áo. Thì em cứ vùi đầu vô công việc vậy á, để quên. Nhưng mà tối về thì em cũng nhớ cái ngày đó em nhớ là kỷ niệm quen nhau là ngày 9 tháng 3. Sáng đó em có đăng một cái status là
chúc mừng ngày kỷ niệm của riêng tôi là em chỉ đang chơi tường cá nhân của em thôi. Cái xong rồi cái hai hôm sau thì em có về lại Vũng Tàu, ảnh cũng có gọi cho em, lúc đó chắc ảnh tỉnh rồi. Gọi nhưng mà có xuống không? Dạ có, thì xuống là bao nhiêu là xuống là quay dùng lại đổ vào cách để mà quay lại. Quay lại rồi bao lâu thì cưới? Quay lại thì chắc cũng mấy tháng. Tại sao? Thật ra là lúc tụi em quay lại với nhau là khoảng chừng 4 tháng sau là có tin vui. Dạ có tin vui. Đâm ra là nó càng thúc đẩy cho tụi em trong cái việc cưới mà luôn, không gian với nhau luôn. Dạ. Số phận rồi. Dạ. Là bây giờ em bé là mấy tuổi rồi? Dạ em bé được 4 tháng. 4 tháng. Wow. 4 tháng. Trời 4 tháng mà phọt phiết đồ ngon lành đó. Ở với nhau một thời gian mới như vậy, chính thức vợ chồng. Bây giờ là anh hỏi em nha, cô có tật xấu gì không? Nói về tật xấu của Nhi thì cái tật xấu mà làm cho em cảm thấy khó chịu nhất ở Nhi là Nhi không chịu ăn uống. Chẳng hạn như nhiều khi em cố tình dậy sớm kêu Nhi dậy mà Nhi không chịu ăn. Thậm chí như Nhi dậy sớm nhưng mà đi chung với em Nhi cũng không chịu ăn luôn. Là làm biếng ăn nè. Đó, dạ. Cái tật xấu là làm biếng ăn này còn gì nữa không? Dạ, cái tật xấu thứ hai mà em cực kỳ mà em không thích nữa đó chính là Nhi, chẳng hạn như ngày hôm đó mà shop quần áo bán hàng không được đó, lẩu đầu về em hỏi gì là hay cầu nhau lắm, việc kinh doanh mà thì bán không được là dạ đúng rồi, chỉ có cái đó là mình đâu thế nào mà mình giận lên mình khó chịu chồng mình được. Em mà hỏi không trả lời lẩu đầu em cũng cọc tính luôn, em cũng khó chịu rồi hai đứa cũng nó qua lại với nhau. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Dạ hay shopping đồ quần áo nhưng mà Nhi có một cái tính rất là kỳ là đồ ở nhà rất là nhiều rồi mà Nhi cứ thích đi mua nhưng mà tại vì em thấy nó phí cái vật chất đó, mình có thể làm những việc khác chứ không phải tập trung vào những cái chuyện mà sắm đồ như vậy. Em thích. Cái điều mà em mong mỏi Nhi thay đổi là cái gì? Em chỉ mong là Nhi hãy giữ gìn sức khỏe của mình nhiều hơn. Ăn uống nhiều vô. Ăn uống đúng không? Để tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Dạ, năng động lên chút xíu. Tại vì Nhi thì hơi nhẹ nhàng. Khi mà Nhi về nhà của em á, thậm chí bây giờ cưới nhau rồi cũng khá lâu, cũng hơn năm mấy rồi, nhưng mà khi về nhà em cũng có một sự rụt rè nhút nhát. Thì em cũng mong là Nhi hãy cởi mở cũng như tâm sự chia sẻ với lại bên phía nhà của ba mẹ em nhiều hơn chút xíu, cũng như là những người thành viên trong nhà của em. Rồi hãy nấu ăn cho em nhiều hơn chút xíu. Thật tại cực kỳ em rất là thích Nhi nấu ăn nhưng mà Nhi không bao giờ tâm trạng lắm. Thích thì nấu, thích thì thôi à. Không thích thôi. Dạ đúng rồi. Rồi tới Nhi đó. Mong mỏi gì anh ấy tật xấu gì và em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Tật xấu của ảnh là rất là nóng tính. Mỗi lần mà nóng tính vô là nói chuyện rất là khó nghe mà cứ liên thuyên. Mà em thì rất là ít nói, em im lặng rồi. Em đi chỗ khác mà vẫn lôi em lại. Cái tính của em là em ngộ lắm. Em phải phân tích cho nó ra khoai, ra ngô, em phải rõ ràng. Chứ đừng có kiểu mà đang nói chuyện bỏ đi là em phải kéo tay lại, phải nói còn luôn. Nói tới luôn, khi nào ra chuyện thì thôi. Muốn là người chiến thắng trong mọi cuộc tranh cãi. Nên là em rất là ghét. Rồi tật xấu gì nữa? Cái tật xấu là ảnh có cái tính là hay hôn má em lắm. Ảnh hay ngồi cái ảnh hôn bất chợt vậy đó. Ngày nào mà ảnh đi đá banh vậy á, cái người ảnh dơ vậy đó mà ảnh không chịu tắm liền, ảnh lên đi xuống cà nhay xong cái ảnh hôn em là em bực bội lắm. Em cứ cọc tính lên hoài à, xong nói là đi tắm đi mà cũng cà nhay lâu lắm á. Xong lười tắm. Lười tắm rồi còn bây giờ có ăn mặc bóng bẩy không? Dạ kỳ lắm anh, đi với em là như là một người ô xin vậy á. Mà ra đường á không có em là giống như ông hoàng. Em không biết lý do tại sao mà em rất là bực bội. Tại vì em, cái tính của em là phải chỉnh chu. Tại vì em đi với ổng lúc nào em cũng xinh đẹp á. Mà ổng đi với em thì nhìn như bần cùng của xã hội vậy. Có khi mang lộn chiếc dép này của em với chiếc kia của em luôn. Mà chiếc dép em nhỏ xíu mà cũng nông vô cho được. Ồ vậy hả? Rồi anh hỏi là trong hai đứa nào ghen? Chúng em cũng ghen dữ lắm. Ghen sao? Ghen cỡ nào? Dạ, ghen mà ghen âm thầm á. Kiểu giống như là hay kiểm tra điện thoại của em á. Nhưng mà lén lút. Cái xong rồi bữa đó em thấy em đang ngủ, cầm điện thoại em đi vô nhà tắm luôn. Cái sao em kiếm hoài không ra, cái tí ổng cầm ra, ổng nói ổng cầm lộn. Cầm lộn ổng vô đó cả tiếng đồng hồ á. Chắc coi đó. Coi rồi có nhắn tin với ai. Có trai nào nhắn không đúng không? Kiểm tra từng cái một. Vô album ảnh rồi các thứ. Xong rồi mỗi lần mà em muốn lấy lại đem làm công việc á là bắt đầu cọc lên vậy đó. Rồi mong muốn thay đổi điều gì? Là bớt nóng tính lại. Khi nào mà em dịu dàng xuống lại thì anh nói chuyện với em. Chứ lúc đó mà nói là sẽ hai đứa hay căng thẳng đúng lắm. Rồi
Với lại em cũng nói là cái tính của em xưa giờ là nó rất là trầm tính, với lại nó rất là chậm. Tại vì em làm cái gì em cũng phải kỹ lưỡng hết á, cho nên là nó rất là lâu. Cho nên là em cũng muốn thay đổi nhưng mà bản thân của mình cũng hơi khó. Cho nên là em cũng cố gắng nhiều rồi, cho nên là em sẽ làm hết mức có thể thôi. Hai đứa hiện giờ là coi như giống như vợ chồng son rồi còn gì nữa. Và bây giờ cố gắng làm sao để mà dung hòa được cái tôi của hai người lại. Đó, cái tôi của ai cũng lớn cả. Thì thành ra là bây giờ mình muốn sống chung một gia đình, một quỹ đạo, thì là mỗi người phải tề bớt cái tôi của mình. Đúng đi. Không thể nào mà áp đặt là em phải theo anh hoặc anh phải theo em được. Cho nên cố gắng để dung hòa cái tính khí của nhau đi. Xin chúc cho hai em nha, trong cuộc sống để gặp được nhiều thuận lợi nha. Chúc hai đứa luôn luôn hạnh phúc. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn hai đứa đã tham gia chương trình nha.